nay thì chúng ta sẽ cùng đến với thì quá khứ hoàn thành, đúng không? Các bạn chúng ta rất sợ những cái thì liên quan đến hoàn thành, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành. Không, hoàn thành là cái gì? Nghe nó rất là mông lung, nó rất là bí ẩn, đúng không? Thì cái thì quá khứ hoàn thành ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhá. Tập trước các bạn đã biết hiện tại hoàn thành rồi, đúng không? Thì hôm nay quá khứ hoàn thành nó là cái gì? Rồi chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên. Nó chính là phần cách dùng. Rồi, cách dùng. Cái quá khứ hoàn thành ấy, nó lại đơn giản hơn cái thì hiện tại hoàn thành rất là nhiều các bạn ạ. Hiện tại hoàn thành có rất nhiều cách dùng, đúng không? Nhưng mà quá khứ hoàn thành nó chỉ có một thôi. Nó là diễn tả cái hành động hoặc là sự việc. Cô viết tắt nhá, hành động hoặc sự việc xảy ra trước một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ. Xảy ra trước một hành động hoặc là một sự việc trong quá khứ. Nghe rất là khó hiểu đúng không? Cái bản chất thực ra ấy, nó là cái thằng xảy ra trước cái thì quá khứ đơn ấy. Nói thế dễ hiểu đúng không? Thế bây giờ cô vẽ một cái như thế này. Cái này là cái thời điểm này là hiện tại nhá. Cái thời điểm này là hiện tại đi. Đấy. Thì bây giờ có hai hành động xảy ra trong quá khứ đúng không? Rồi, cái thằng mà xảy ra đây, quá khứ đơn, sau quá khứ đơn, trước quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành, được chưa nào? Thế nhưng mà chúng mình lưu ý một lát nữa cô sẽ phân biệt tại sao nhé. Tại sao mà cái này có thể là quá khứ đơn không? Thì là có, được chưa nào? Nhưng mà nó có sẽ có cái sắc thái, nghĩa nó khác. Một lát nữa cuối bài cô sẽ phân tích cái ý này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái một cái ví dụ đi. Ví dụ nhé, để cho các bạn hiểu cái cách dùng nhé. Tối ngày hôm qua khi mà cô về nhà thì mẹ cô đã nấu xong rồi. Khi cô về nhà thì mẹ cô đã nấu xong rồi. Rồi, vậy tức là hành động nào là hành động xảy ra sau, hành động nào xảy ra trước đây? Cô về nhà mẹ cô nấu xong rồi thì tức là mẹ cô phải nấu trước khi mà cô về, đúng không? Thế tức là hành động xảy ra trước chính là mẹ cô nấu, đúng không? Mẹ nấu. Rồi, hành động xảy ra sau là cô về, mẹ nấu xong rồi cô mới về. Vậy thì cô sẽ chia hành động mẹ cô nấu là thì gì? Thì gì đây nhỉ? Quá khứ hoàn thành, đúng rồi. Còn hành động cô về là thì quá khứ đơn, đúng không? Bây giờ mình lắp vào câu nhé. Yesterday, khi mà cô về, được chưa nào? When I got home, alright, thì my mother, thì mẹ của cô had cooked dinner. Yesterday, when I got home, my mother had cooked dinner. Rồi, tức là khi mà cô về nhà thì mẹ cô đã nấu xong rồi. Thế hành động này xảy ra trước này, hành động này xảy ra sau này, được chưa? Hành động xảy ra trước thì chia thì quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau thì chia thì quá khứ đơn, được chưa nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái công thức của thì quá khứ hoàn thành nhé. Công thức của thì quá khứ hoàn thành. Các bạn đã học thì hiện tại hoàn thành rồi. Thì hiện tại hoàn thành nó công thức là gì? Have, has, cộng phân từ 2, đúng không? Các bạn đoán xem quá khứ hoàn thành nó sẽ có công thức gì đây? Hiện tại hoàn thành have, has thì quá khứ nó phải thành gì? Had, đúng không? Had, phân từ 2. Rồi, thế thôi, đơn giản. Nó còn đơn giản hơn cả thì hiện tại hoàn thành. Bởi vì sao? Mình không cần phải suy nghĩ đến cái việc là chủ ngữ gì thì mình chia have, chủ ngữ gì thì mình chia has nữa, mà chủ ngữ nào cũng thành had, had thôi, đúng không nào? Ok, vậy thì thể khẳng định mình sẽ có công thức là gì? Thì sao? Vẫn là chủ ngữ đúng không? Đấy, rồi thay vì cộng has, had, thay vì cộng have, has thì chúng mình cộng với had, đúng không? Chủ ngữ cộng had cộng phân từ 2. Rồi,
Khẳng định. Ai không? Phủ định chứ. Phủ định. Chúng ta làm sao? Thêm gì? Rồi, thêm not. Chính xác, thêm not. Đấy, thì chúng ta sẽ viết là chủ ngữ had not, đúng không? Cộng phân thứ hai. Hoặc là mình có dạng viết tắt là gì đấy? Hadn't. Hadn't, đúng không? Mình có dạng viết tắt là hadn't. Rồi, thì nghi vấn dễ quá đúng không? Quen rồi. Bây giờ mình đảo had lên cộng chủ ngữ rồi cộng với phân thứ hai, chính xác. Rồi, thì đây là câu hỏi gì nhỉ? Yes, no question, đúng không? À, mình chỉ có thể trả lời yes hoặc no ở đây thôi. Thế nên mình muốn mà, thế nếu mình muốn hỏi câu hỏi mở, hỏi câu hỏi với từ để hỏi thì mình phải thêm gì? Rồi, dễ dàng, thêm từ để hỏi đằng trước, had, đúng không? Mình phải thêm WH question word ra đằng trước. Và công thức vẫn giữ nguyên, mình vẫn cộng với trợ động từ had, vẫn cộng với chủ ngữ, vẫn cộng với phân từ hai. Rồi, đơn giản không? Đấy, các bạn thấy là cả về cách sử dụng lẫn công thức thì quá khứ hoàn thành đều đơn giản hơn thì hiện tại hoàn thành rất là nhiều, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ lấy một cái ví dụ nhá, một cái câu khẳng định, sau đó chúng mình sẽ áp dụng công thức để chúng mình hình thành những cái câu bên dưới nhá, những cái thể loại câu khác nhá. Rồi, ví dụ đi. Cô lấy cái câu vừa rồi, cô lấy ví dụ nhá. My mother. Đấy, cô chỉ lấy một vế thôi. Bởi vì mình đã hiểu ngữ cảnh rồi đúng không? Bây giờ cô lấy một vế thôi. My mother had cooked dinner. Rồi, mẹ cô đã nấu bữa tối rồi. Bây giờ là đây là câu khẳng định này. Thế bây giờ mà mẹ cô chưa nấu bữa tối thì sao? Mình phải làm gì nhỉ? Thêm not sau had. Chính xác. Thì sẽ thành gì đây? My mother had not, hoặc là hadn't. Vẫn phân từ 2, đúng chưa nào? Các bạn thấy là cái phân từ 2 ấy, nó bất di bất dịch. Cái had nó bất di bất dịch luôn. Khẳng định hay phủ định hay là nghi vấn thì đều phải có had cộng phân từ 2, đúng nhá. Rồi, viết nốt câu thôi. Jean à? Chưa nào? Rồi, thế bây giờ mình đến câu hỏi đi. Câu hỏi thì mình đảo cái gì lên? Chiu, đằng trước đúng không? Thế mẹ của cô đã nấu xong chưa? À, mẹ của cô đã nấu cơm tối chưa? Ha. My mother. Sao? Ở đây sao? Câu hỏi thì động từ vẫn phải là gì đây? Đúng rồi, vẫn phải phân từ 2, bất di bất dịch đúng không? Cooked dinner. Cooked dinner. Rồi, very good nhớ. Đừng quên dấu hỏi nhá, đừng quên dấu hỏi giống như cô nhá. Cô hay quên lắm. Rồi, bây giờ mình muốn hỏi là mẹ của cô đã xong làm xong cái gì? Đấy, ngày hôm qua khi mà cô về nhà thì mẹ của cô đã làm xong cái gì? Chứ không chỉ riêng mỗi đồ ăn đúng không? Giống như mẹ các bạn ấy, mỗi lần các bạn về nhà là mẹ nào là giặt giũ quét nhà, làm đủ mọi thứ, xong hết rồi các bạn mới về, các bạn không thấy thôi. Rồi thì mình sẽ, thứ nhất là mình hỏi là đã làm xong cái gì? Cái gì là mình phải dùng từ để hỏi gì nhỉ? Rồi chính xác, what, đúng không? Mình dùng từ để hỏi what, mà mình biết là mình phải đặt what lên đầu. Thế sau đấy nó sẽ đến, chính xác, sau đấy had, đúng không? Sau đấy đến chủ ngữ chính là my mother, đúng không? My mother. Và sau đấy vẫn là động từ ở dạng phân từ 2. What had my mother? Động từ phải là gì nhỉ? Không phải là cook nữa mà là mẹ cô đã làm cái gì, làm xong cái gì cơ mà. Làm thì phải là động từ gì? Do, đúng không? Do phân từ 2 là gì các bạn ơi? Done, đúng rồi, done. Rồi. What had my mother done? Rồi. Chúng mình biết là các bà mẹ của chúng ta đều rất vĩ đại và rất là năng suất, đúng không? Một ngày làm được rất là nhiều việc. What had my mother done? Alright. Rồi. Thì cái câu hỏi yes no question này này, các bạn muốn trả lời thì chúng mình có hai lựa chọn là yes và no, đúng không? Nhưng mà sau yes với no là cái gì nhỉ? Mình trả lời nhá. Had my mother cooked dinner?
mình trả lời yes thì phải là yes she, đúng không? Yes she had. Hoặc là no thì phải là no she hadn't. Hoặc là no she had not. Alright. Rồi, thì đấy là cái phần công thức của cái thì này nhá. Thì bây giờ cô sẽ nói đến cái việc là hai cái thì này nó sẽ khác nhau như thế nào, được chưa nào? Thì bây giờ cô sẽ nói đến cái việc là hai cái thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn nó khác nhau như thế nào nhá. Quá khứ đơn với quá khứ hoàn thành. Rồi, cái câu đầu tiên mà cô lấy ví dụ ấy nó là gì? Khi mà tôi về nhà, đúng không? I got home. Khi tôi về nhà. Khi mà tôi về nhà. When I got home. Alright. My mother had cooked dinner. Rồi. Cái câu bên này sẽ khác đi. Xem nào. When I got home, my mother. Chỉ là quá khứ đơn thôi thì sẽ là cooked dinner. Rồi, mình nhìn lại hai câu này nhé. When I got home, my mother had cooked dinner. Còn bên này, when I got home, my mother cooked dinner. Thì các bạn thấy là gì nhỉ? Thì câu này rõ ràng là khi mà tôi về nhà là mẹ tôi đã nấu xong rồi. Bởi vì cái hành động này nó làm sao? Nó phải xảy ra trước cái hành động này thì nó mới được chia ở thì quá khứ hoàn thành. Hoàn thành rồi mà, hoàn thành trước cái thằng quá khứ đơn rồi, đúng không nào? Còn bên này thì sao? Không thể nói được như thế, đúng không? Ta không thể chắc chắn là cái vấn đề đấy. Mà nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Tường thuật lại những cái sự việc làm sao? Một chuỗi những sự việc xảy ra trong quá khứ thôi. Chúng mình còn nhớ cái bài quá khứ đơn không? Cách dùng của nó là, một trong những cách dùng đấy là diễn tả một chuỗi các hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ. Vậy nếu mình viết thế này thì nó sẽ mang ý nghĩa gì? Khi tôi về nhà thì mẹ tôi mới đi nấu cơm, được không nào? Khi tôi về nhà thì mẹ tôi mới đi nấu cơm. Còn bên này thì là mẹ tôi đã nấu xong rồi, đúng không nào? Thế đấy là cái khác biệt giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành nhá. Để chúng mình lưu ý cái phần này, để chúng mình xử lý, mình dùng cho nó đúng, được chưa nào? Ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã biết về thì quá khứ hoàn thành. Tôi chúc các bạn học tập chăm chỉ, luyện tập thật là tốt. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Chào các bạn.